Uy, ya. Tan de una. Ủa sao vậy đó? Anh cứ tin tưởng em. Anh không bị mất mát gì đâu mà cười nhàng mà. Cũng có lời hả? Lời. Đó. Chặt lắm rồi. Rồi toàn. To gì to. Ôi. Trời ơi. Được, được. Trời ơi, chưa quận tay. Quýnh. Rồi xong. Ây. Chết rồi. Kiếm dễ mà. Tin tưởng. Mất uy tín nhưng mà được cái 10.000. À móc tao lại. Móc tao lại. Cú. Mắc khí rồi, hôm nay đường. Chơi mấy trận à, không không lấy tiền em đâu, em thoải mái thôi. Không, tại trời ơi, tìm đâu trời, tôi giết được con cà. Ủa, hơi nghiêng anh ơi. Ủa, quýnh trà. Được rồi, thôi nghiêm túc, nghiêm túc. Không mất 10.000. Lắc lắc khó chịu. Biết rồi. Chết đó. Đó. Bà nó uống tay không ăn. Hai ba anh. Cái gì đâu sao đâu.
Ủa? Con AD chết rồi hả? Khóc mà anh. AD quýnh gà. Tưởng nè, thu dữ quá anh khóc thì chứ. Chết dữ. Bỏ về, về dưới, bỏ về dưới. Toro chạy được rồi chứ. Dạ dạ. Hello. Chết rồi. Chết chết đi đâu. Dẹp. Sao cái tay nó chảy mồ hôi dữ vậy? Chết mày. Trời ơi, muốn hết nước. Đạp, gặp lên. Đâu có thua đâu anh. Ủa, đâu có thua đâu, tự nhiên mất 10.000 hả? Anh chứ... không có 10.000. Chứ anh nghĩ chơi đến... chơi cũng bài thắng không? Thắng thua 20. Thua 20 lấy 10.000, những lỗ 10.000 có khác gì? Thà lỗ 20 đi. Thua là thua anh được 10.000. Thua là trả tiền. Trời sợ quá. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Ừ. Gì anh? Đó nó mở lần mở. Không. Thôi thôi thôi. Nhà thấy. Thấy nó chiếu sáng nó chấp chấp chấp. Bây giờ cái cục sống rồi thấy không?
Dạ. Là về cái sóng không? Cái sóng à. Mấy anh Hải ảo thuật dữ. Bốn bốn rồi. Ngon lành. Quỷ này nghi. Chút đỉnh em. Kì đâu lên chứ, cho nó kéo. Kéo lên tay chết cho nó. Đó. Anh ơi.